đang ở trong cái khu rừng thông rất đẹp ở gần suối vàng Đà Lạt. Đi Đà Lạt thì tôi thích nhất là cảm giác là đi bộ trên đồi thông và thậm chí là ngồi nghỉ, ngồi chơi. Tôi thích đi dạo, tôi thích ăn những món ăn rất hấp dẫn ở Đà Lạt. Và hôm nay tôi sẽ khám phá thêm một món ăn tôi nghĩ rằng sẽ hấp dẫn, rất hợp với cái thời tiết của Đà Lạt ngày hôm nay. Tôi đã có tất cả những cái nguyên liệu cần thiết ở đây. Và hôm nay tôi sẽ làm một cái món tuy đơn giản nhưng tôi nghĩ là rất ngon và rất phù hợp với Đà Lạt. Tôi vừa về đến một cái căn nhà rất xinh, rất đẹp của một cô bạn cũng mở dịch vụ homestay ở Đà Lạt này. Xung quanh là nhà là những khu vườn rất nhiều rau, rất nhiều các loại cây. Và hôm nay tôi quyết định tôi sẽ cùng với cô bạn tôi làm cái món cá ở đây. Với các bạn đây là Phương, bạn tôi cùng cái hộp giấy rất dễ thương này. Và bây giờ cái món hôm nay làm cũng là món rất món tủ của Phương đúng không? Dạ, món, một trong những món tủ. Cái món này là mình hôm nay mình nấu với cá lóc nhưng mình sẽ gọi là gỏi. Mình làm gỏi với nhúng với mẻ. Bây giờ sẽ phải nấu với nước dùng đúng không? Dạ. Cá hôm nay mua mình lọc ra thì mình có cái xương này thì mình dạ. Nấu nước và dùng cho nó ngọt. Anh chặt nhỏ cái xương cá ra thì em sẽ nướng á gia vị. Đây là mình nướng hành với dạ. Gừng với xà đúng không? Để cho cái mùi thơm. Dậy mùi. Để cho nó nguội xong mình bóc ra. Những cái số này ở Việt Nam mà làm với khách mời mà nấu nướng giỏi là tôi rất nhàn. Tôi rất thích làm số này. Được học thêm nhiều món mới. Được sôi rồi đấy. Sôi rồi. Cho cái cá vào xíu. Cá thôi nha. Nước có thêm nêm thêm gì không? Dạ có ạ. Sau khi mình tháo thì mình sẽ cho thêm một ít muối. Để cho nó thơm, trong lúc mà chờ nước dùng thì mình sẽ làm cá đi. Bây giờ cái cá này thì mình sẽ chia đôi để mình làm cái, mình lấy cái phi lê, mình lọc cái bụng để mình là không lấy xương dăm nữa. Đấy, tôi đã có một cái miếng phi lê hoàn toàn bỏ xương, không còn thịt xương này. Trong thời gian mà anh làm cá, Phương sẽ chuẩn bị mẻ, với lại là các thứ hành tỏi để mình sẽ làm cho cái nước nhúng của món gỏi này. Bây giờ là nước dùng thì anh thấy là đã thơm và ngọt và nước đã trong rồi nè. Thì mình sẽ làm chân tẩy cho cái món gỏi của mình. Để cho một dầu ăn, dầu sôi thì mình sẽ cho hành vào. Bây giờ mình sẽ lọc nước dùng cá vô. Bây giờ mình cho mẻ vào đúng không? Dạ, cho mẻ. Khi mà mình cho trứng vào thì mình phải khuấy đều tay để cho nó hòa tan cái hỗn hợp mẻ và nước dùng cá. Ít muối. Vừa ngon rồi thì mình sẽ cho thì là vô để cho nó thơm. Mình sẽ tắt bếp. Sau đó thì bật qua bếp than ạ, để mình bưng lên nhà. Hôm nay bọn tôi có một cái bữa ăn rất là rất ngon, rất thú vị. Trời đang lạnh dần, tối rồi. Nhưng đây là rau vườn nhà, đặc biệt là những cái thứ lá xung quanh, nhặt xung quanh vườn. Thì chỉ có ăn thôi. Dạ, chỉ có ăn thôi. Trước đi. Một ít lá ổi. Cái lá bơ ăn cái vị cũng ngon. Cái vị nó rất quyện vào nhau, nhất cái nhiều vị lá của nó. Dạ. Vừa thơm vừa nồng, có lá vị chát, ngọt của cá, chua của mẻ. Thơm béo của trứng gà. Dạ. Và hôm nay anh là cảm ơn em, dạ. Vì là gặp Phương thì mới được ăn cái món này. Món này là một cái món hoàn toàn mới. Và hôm nay tôi may mắn là được phụ bếp. Và rất là phụ bếp xong thì ăn. Trong một không gian đẹp như thế này,